nào là mình đi mua bánh mứt và để làm quà tặng cho nhau, nào là mình mua qua để mình cùng trong nhà, và nhất là bận rộn để đi đây đi đó thăm gia đình, chúc Tết ông bà anh chị em. Vậy năm nay Quang có về thăm gia đình không? Không. Hỏi ngộ, đi về thăm đâu ai đứng đây giới thiệu cái gì vậy? Phải rồi, chị nhớ nhiệm vụ của mình đó, mỗi năm Tết đừng có đi đâu hết nha. Vâng, cũng đồng tâm trạng đó. Anh Đình Long sẽ gửi đến quý vị chúng ta nhạc khúc Xuân Này Con Không Về. Chúng ta trong ngày phát tay cho mình.